phần là câu chuyện mà năm nào chúng ta cũng nhắc đến. Tuy nhiên thì có không ít những loại thực phẩm lại là món ăn ưa thích của rất nhiều người, đặc biệt là các em học sinh. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những món ăn ở cổng trường hoặc là ngoài đường phố có gì và tại sao nó lại nguy hiểm đến sức khỏe của các bạn nhé. Xiên que nướng. Đối với các em học sinh thì xiên que nướng là món ăn vặt rất quen thuộc. Cứ thử tưởng tượng mà xem, trời mùa đông này, cầm cái xiên que nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn thì đúng là đỉnh của chóp luôn. Mà ăn vặt xiên que thì vô cùng là đa dạng như là cá viên chiên, bò viên, thịt nướng và phô mai que. Trong đó thì xiên que là vật liệu để gắn kết các loại thực phẩm và có thể được chế biến trực tiếp với nhiệt. Một hình thức ẩm thực xiên que khác chính là lẩu xiên que cũng khá là phổ biến. Món ăn này không chỉ thu hút bởi mùi thơm ngon mà giá thành thì cũng rất rẻ, chỉ từ 5.000 đến 10.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên, nguy hiểm luôn tiềm ẩn khi chúng ta ăn xiên que nướng. Đầu tiên thì xiên que là một vật vót nhọn. Khi vô tình hay cố ý nuốt phải thì nó có thể gây nguy hiểm với đường tiêu hóa. Ngoài rủi ro này thì theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm xiên que là một món ăn đường phố tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ngộ độc. Khi dầu ăn bị đun nóng nhiều lần, thành phần hóa học sẽ thay đổi như vitamin A, E và một số chất dinh dưỡng trong dầu bị phá hủy và sẽ xuất hiện một số chất độc như là aldehyde, fatty hay acid oxide. Những chất này khi đi vào cơ thể sẽ phá hủy các men tiêu hóa, làm khó tiêu, gây nhức đầu, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy và huyết áp tăng cao. Ngoài ra, dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ dễ bị oxy hóa do tiếp xúc với oxy từ bên ngoài môi trường. Điều này không chỉ dẫn đến sự thay đổi bất lợi về mùi vị và màu sắc của món ăn mà còn gây ra các bệnh lý mãn tính như là ung thư, tiểu đường hay là tim mạch. Nem chua rán. Nem chua là một món ăn truyền thống được nhiều người ưa thích, mà nói thật là mình cũng rất là nghiện món ăn này. Tuy nhiên thì nem chua rán được bày bán ở những sạp bán lề đường thì chưa bao giờ mình dám mua bởi vì không ai biết được là họ chế biến nem chua rán như thế nào. Nguyên liệu của loại thực phẩm này thì chủ yếu là thịt sống lên men. Ngay từ đầu thì mình đã thấy là nó không hề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rồi. Theo các chuyên gia thì nem chua là thực phẩm sống, được lên men. Do vậy thì bản thân nem chua đã là loại thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe con người. Ăn nem chua mà thịt sống không được kiểm soát tốt thì nem chua vẫn còn ký sinh trùng. Rất có khả năng là cơ thể sẽ bị nhiễm ký sinh trùng đấy các bạn ạ, bởi vì lên men thì không thể nào mà tiêu diệt được trứng của giun sán. Mà thử dùng một phép tính nhỏ, mỗi một hộp nem chua 20 cái giá 20.000 đồng. Với nhu cầu của học sinh sinh viên, nem chua rán tại các hàng quán chưa bao giờ là đủ để phục vụ cả. Do vậy, những xưởng gia công tiêu thụ hàng tạ nem chua mỗi ngày thì làm sao họ có thể đảm bảo về khâu vệ sinh cho được. Chân gà. Chân gà xào xả ớt, chân gà ngâm tắc đều là những món ăn quen thuộc của các học sinh. Thế nhưng nguyên liệu chính lại là chân gà không rõ nguồn gốc. May mắn thì được ăn chân gà sạch, còn không may thì là những chiếc chân gà đã được ngâm tẩm hóa chất. Lượng nhu cầu trên thị trường thì ngày càng lớn, nhưng người bán lại đáp ứng một cách nhanh chóng và đầy đủ, đều đặn mỗi ngày cho người tiêu dùng. Thử hỏi là số chân gà sử dụng cho mỗi ngày được lấy từ nguồn nào mà có số lượng lớn như vậy? Khi ăn thì chúng ta thường thấy những chiếc chân gà trắng múp, thế nhưng đó lại là kết quả của việc ngâm tẩm hóa chất. Chỉ cần một vài hóa chất thì chân gà có thể từ vịt mà hóa thành thiên nga. Chân gà bẩn thực sự rất nguy hiểm. Chúng chứa những loại vi khuẩn độc hại tác động không nhỏ đến các cơ quan người dùng, gây ra các triệu chứng viêm đường tiêu hóa, viêm dạ dày hay là ruột, thận do những hóa chất trong chân gà rất độc hại. Chưa dừng lại ở đó thì những loại hóa chất này còn có thể ngấm dần vào cơ thể gây biến đổi tế bào, phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể, gây nên ung thư, suy thận, suy gan và rất nhiều người đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trà sữa. Thời gian gần đây, việc các bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện do uống trà sữa không còn lạ lẫm nữa. Điều này thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn vệ sinh đối với thực phẩm được bày bán quanh trường học. Đầu tiên là việc chế biến thiếu vệ sinh khiến nhiều bạn uống trà sữa xong thì bị đau bụng, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì nhiều bác sĩ cảnh báo rằng chân trâu được làm từ loại tinh bột rất khó tiêu hóa. Ngoài ra, một số cửa hàng có thể đã thêm chất làm đặc và chất bảo quản vào chân trâu. Nếu ăn loại thực phẩm này liên tục trong một thời gian dài thì có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Mà tình trạng buôn bán trà sữa trân châu diễn ra tràn lan. Bên cạnh những thương hiệu trà sữa lớn đã được kiểm định chất lượng thì còn rất nhiều những cửa hàng bán trà sữa trân châu không rõ nguồn gốc vì mục đích lợi nhuận cá nhân. Chính vì thế thì mình khuyên các bạn cần thận trọng khi uống các loại trà sữa có trân châu để tránh trường hợp ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu có thèm trà sữa quá thì hãy chọn mặt gửi vàng và mua ở những thương hiệu đã có tên tuổi các bạn nhé. Ô mai. Tại các cổng trường được bày bán rất nhiều những loại ô mai, bánh kẹo với màu sắc đa dạng, bắt mắt mà chỉ với vài ngàn đồng. Những thứ như là quýt sấy khô, kẹo ngậm, ô mai hay là xí muội thì rất được các bạn trẻ yêu thích.
Trên bao bì của các sản phẩm này thì được in rất nhiều những thứ tiếng như là Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia. Và chắc chắn rằng những thứ quà này có thể xuất xứ nguồn gốc ở đâu thì thật sự vẫn là một câu hỏi. Thông thường, các loại trái cây được thu mua về gồm những quả dập thối nát, không cần rửa nước, được đổ thẳng vào những hố sâu để ngâm muối. Sau đó thì khoảng 10 ngày khi các loại quả như là sấu, quất, chanh, chảy nước, bốc mùi và vỏ thâm, chúng được vớt lên phơi khô. Sau đó thì các sản phẩm này sẽ được đem bán cho các cơ sở khác để làm ô mai và mứt, thêm gia vị sau nấu thành ô mai xí muội và sau đó thì bán ra thị trường. Công đoạn sơ chế ô mai rất mất vệ sinh. Trái cây được ngâm trong bể, xây bằng gạch thô sơ, số khác chỉ đắp tạm bờ bằng bao tải cát xung quanh. Các hố ngâm có mái che bằng fibro xi măng. Xung quanh hố là lổn ngổn đủ loại bao tải ni lông đã rách nát và phủ đầy bụi. Trong hố thì mặt nước nổi đầy bọt, váng đen lẫn lộn với bao tải, gạch đá và đất cát. Dưới chân hố, nước đen chảy thành dòng. Đồ chiên rán. Không khó để bắt gặp cảnh giờ tan học, các em học sinh túm tụm rất đông mê các xe bán đồ xúc xích, cá viên chiên và bò viên chiên. Kể từ khi các món thịt bò viên, chả cá viên, thịt viên tạo nên cơn sốt đối với giới trẻ thì cũng là lúc các cơ quan chức năng phát hiện ra hàng tá cơ sở sản xuất làm ra các món ăn này với không ít hóa chất và ở những nơi siêu bẩn. Những viên cá được làm từ hàng loạt cá ươn đã bốc mùi hôi thối được thu mua từ các chợ đầu mối với giá rẻ như cho và tẩm ướp vô vàn hóa chất, bột mì để tạo nên mùi vị thơm lừng và ngon miệng đánh lừa người tiêu dùng. Thế nhưng sau khi được ngâm bởi những loại hóa chất độc hại thì cá ươn cũng có mùi hương quyến rũ, giá lại chỉ từ có 3.000 đến 10.000 đồng. Các em khó lòng mà từ chối được những món vỉa hè đầy hấp dẫn này. Tuy nhiên thì sau khi xem video dưới đây thì mình cũng hy vọng là các em nên cân nhắc khi ăn những món ăn lề đường này nhé. Thường được rán ngập trong các loại dầu được chiên đi chiên lại nhiều lần. Các món chiên này có thể gây nhiều bệnh nguy hiểm cho cơ thể như là ung thư, tiểu đường hay là tim mạch. Bên cạnh đó thì những thứ đồ viên chiên giá cực rẻ này khiến chúng ta phải nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của chúng. Rất có thể các thành phần của chúng được làm từ các loại cá, bò kém chất lượng, thậm chí là đã bị ươn, bốc mùi để xay nhuyễn. Mình biết rằng ăn vặt trước cổng trường là một nét văn hóa của các bạn học sinh hiện nay. Tuy nhiên thì hãy hạn chế ăn vặt ở bên ngoài hết sức có thể các bạn nhé. Bởi vì những sạp bán này chúng ta khó mà kiểm định chất lượng hay là vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà suy cho cùng thì nếu có vấn đề gì về sức khỏe thì chúng ta cũng là người phải gánh chịu đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời? Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nha. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.